Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ giải cái khối Rubik là pentahedron của Senso. Pentahedron có nghĩa là cái con 5 mặt á, 1, 2, 3, 4 và 5 của Senso mới sản xuất. Nó có 3 lớp, đây là con pentahedron 3 lớp ha. Thì để giải con này nó cũng khá là đơn giản. Bây giờ mình sẽ giới thiệu cho các bạn hai công thức, chỉ cần hai công thức thôi. Đây là hai công thức của Cuboid có thể giải được con này. Thì công thức đầu tiên chúng ta lấy cái mặt này là mặt U ha. Mặt này là mặt D. Rồi cái mặt này là mặt R. Mặt R là mình xoay cái mặt nha, chứ không phải xoay cái góc như vậy. Đây là xoay cái góc, mình xoay cái mặt. Xoay cái mặt là nó đi lần hai cái con góc ở đây nè. Đó. Thì đây là U. Và ngược lại là ui, mình đọc là ui là u phẩy. Còn đây là D. Mình đọc ngược lại D phẩy thì mình đọc là đi. Còn đây là R. R thì chỉ có một R thôi, đó là R2 đó, nó dặn gì không được, nó phải dặn hết một đường như vậy. Rồi. Công thức đầu tiên đó là R U R ui R ui D R ui R U R D. Thì bạn thấy điều gì xảy ra? Ba cái góc này nó đã di chuyển. Bên này là xanh, dương và đỏ, nó đã di chuyển qua đây, xanh, dương, đỏ nè của mặt trắng nè. Đỏ, xanh lá nó di chuyển qua đây. Và đây là xanh lá, xanh dương, nó di chuyển qua đây. Đó, nó di chuyển một cái theo chiều ngược, chiều kim đồng hồ. Mình làm cái nữa thì cái này nó sẽ chạy qua một vòng nữa. R U R U R U D R U R U R D. Đó. Mình làm một cái nữa, nó sẽ về lại đúng vị trí. R U R U R U D R U R U R D. Đó. Thì đó là cái công thức di chuyển ba cái góc ở trên này. Đây là cạnh nè, và đây là viên góc. Rồi mình giới thiệu cho bạn một công thức nữa là nó sẽ di chuyển viên ở trên này, viên góc trên này xuống dưới viên góc dưới này, nó đổi hai viên góc cho nhau. Đồng thời hai cái viên cạnh ở giữa này nó sẽ lật. Nó lật một cái. Cho nên bạn muốn đưa nó xuống thì bạn đưa một con rác xuống rồi bạn cho nó lật cái này, rồi bạn đưa một con chính xác xuống là xong. Bây giờ mình làm thử một cái ha. Công thức này cũng dễ. R U R U R. Đó, màu vàng lên và màu trắng xuống, và hai con này nó đổi cho nhau. Làm lại cái nữa ta sẽ về R U R U R. Rồi. Đó là hai công thức đó là chúng ta có thể giải được. Và cái việc cuối cùng là chúng ta phải xác định cái mặt nào là mặt vàng, mặt nào là mặt trắng. Có khi mình không biết mặt nào mặt vàng mặt trắng. Thì một có hai cách, một là bạn nhớ màu. Thì trắng trên, vàng dưới. Thì đỏ ở trước mặt chúng ta, thì bên này là xanh dương, bên này xanh lá. Bên này xanh dương, bên này xanh lá thì mình biết ở dưới là mặt vàng, ở trên là mặt trắng. Đó. Rồi còn một cách nữa là bạn dùng cái góc này để bạn xác định. Bạn dùng một góc để bạn xác định. Rồi, bây giờ mình sẽ rainbow lên và giải thử. Bây giờ đầu tiên chúng ta vào cái bước đầu tiên là chúng ta phải làm được cái đường chính giữa này. Thì làm cái đường chính giữa này cũng đơn giản, thì bạn xem rồi bạn làm được thôi. Quay qua quay lại là nó vô được thôi. Màu đỏ thì ở đây là màu đỏ, thì ở đây là màu xanh, thì mình kiếm cái đỏ và xanh lá ở đây. Mình quay đây, đỏ xanh lá nó vô nè. Rồi mình tiếp bên này thì xanh lá với xanh dương, mà xanh lá xanh dương đây nó bị ngược màu thì không được, thì bạn xoay lại. Rồi bạn xoay qua bên kia. Rồi, giờ mình tìm lại cái màu xanh lá, màu xanh dương mà để vô đây. Đó, vô xanh lá rồi, rồi xanh dương, đẩy qua được xanh dương đây. Đó, bạn chỉ xoay qua xoay lại thôi là được. Đó. Rồi, đây, bạn xoay cái này lại là xong. Thì bạn làm được xong cái đường giữa. Rất là dễ ha, xoay vài vòng mà được thôi. Rồi, bây giờ
giả sử như mình không có nhớ màu, nếu mình nhớ màu á là mình đỏ ở đây, xanh dương ở đây và xanh lá ở đây, mình biết mặt đây mặt vàng. Còn nếu giả sử mình không nhớ màu thì mình sẽ kiếm một cái viên nào đó mình đưa vào coi nó đúng, nó trùng với lại cái gạch cạnh này không, cái góc này nó trùng với cái cạnh này không. Bây giờ đỏ xanh, đỏ xanh lá mình kiếm có không, đây không có. Đỏ xanh lá của cái mặt vàng không có, tức là mặt vàng ở dưới này nè. Còn giả sử như mặt vàng dưới này nè, bạn lấy xanh dương, xanh lá vàng nè, bạn đi kiếm nè, đây nó có xanh dương, xanh lá nè, với lại cái viên này thì biết chắc chắn mặt này là mặt vàng. Rồi mình biết cái mặt ở dưới này mặt vàng, thì bây giờ mình đưa cái cạnh vàng xuống, cái cạnh vàng này ở mặt đỏ, vàng đỏ thì nó phải nằm ở đây, thì mình đưa cái viên này lên để đón nó về, đem đỏ vô rồi đón nó về. Đây là xanh dương, xanh dương thì mặt này mình đưa cái xanh dương lên, kéo nó qua rồi đón nó về. Còn một viên nữa đây, xanh lá xuống đây mình né nó ra đi, rồi mình đưa nó lên rồi đem vô đón nó về. Đó, vậy là chúng ta đã làm xong ba cái cạnh, nó trùng màu ha, nó trùng màu ba cái cạnh của mặt vàng. Rồi mình đem cái cạnh, cái góc vàng xuống, góc vàng này là đỏ xanh lá thì đem qua chỗ đỏ xanh lá này. Đây bạn nhìn thấy nó ngược màu là bạn biết đúng. Nằm ở trên này thì ngược màu, xanh bên này thì xanh này ngược lại bên này, đỏ bên này thì đỏ ngược lại bên này. Rồi mình đưa cái con rác xuống, lấy cái con màu trắng mình đưa xuống, R U R U R. Rồi bây giờ mình đưa cái con của mình cần qua đây, đỏ xanh lá và vàng, R U R U R. Xong rồi bây giờ không có cái viên nào ở dưới này thì mình đưa nó lên, mình đưa con này xuống, con này nó phải qua đây nè, thì mình đưa con này lên, rồi xong cái mình lấy cái này mình đem qua, rồi mình đưa nó xuống lại là xong, R U R U R. Đó, nó lật cái này luôn rồi. Bây giờ đem con này qua hứng nè, hứng kết quả, con này nhảy xuống này là xong, R U R U R. Đó thì chúng ta đã xong xong con này. Rồi giờ đem con này xuống, giờ mình đem con rác xuống trước, R U R U R. Rồi đem con vàng qua, bây giờ mình đem nó xuống, R U R U R. Vậy chúng ta đã giải xong. Trường hợp này là nó vô tình nó đúng luôn cái này, còn nó không, nó vô tình đúng thì nó sẽ như thế này. Để mình làm lại cho các bạn xem, R U R U R U D R U R U R D. Đó, nếu như bạn giải xong cái mặt dưới thì còn cái mặt ở trên này, thì mặt trên này ba cái cạnh này nó chắc chắn đúng, bạn chỉ cần đem nó về đúng vị trí là được. Đó, đem về đúng vị trí là được. Rồi chúng ta giải thôi, chúng ta làm công thức đó ít nhất là một lần, nhiều là hai lần là đúng. Rồi giờ mình làm hai lần nó sẽ đúng thôi, nó đưa cạnh về đúng, rồi làm cái là ba góc sẽ đúng. R U R U R U D R U R U R D. Rồi làm một cái nữa là xong, R U R U R U D R U R U R D. Đó, nó rất đơn giản. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, và đây là con Pentahedron 3 lớp của Senso.